Nguyễn Linh và Lê Lộc xin chào quý vị. Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình du lịch kỳ thú. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại sân bay ở Nhật. Sân bay này mang tên là Ya Ya Ya. Chi à, hay quá. Tỉnh Ai Chi, quý vị thấy sân bay tỉnh mà rộng mênh mông không? Rộng dễ sợ rộng không quý vị? Bây giờ thì không khí ở bên ngoài khoảng 10 độ. Rất là lạnh. Trời mưa râm râm luôn. Đó, từ Việt Nam qua rồi, chúng tôi vẫn rất là Việt Nam thôi quý vị. Trời nói vậy thôi chứ không? Chút nữa là chút phải thay đồ, chứ ra ngoài là cống luôn đó. Thay đồ, có đem đồ, chú đem đồ. Có đem đồ không? Có đem đồ. Đi thay đồ đi, thay quần theo. Thôi, thay luôn dài không? Tụi ông đi khắp mọi miền. Trời ơi, quên đem dài rồi, nó hối quá, gấp quá quên đem dài rồi. Nhờ đi trời mua đâu. Ơi chú thiệt hả? Thiệt thiệt chú quên em dài rồi. Cho chú đi mua dài cho mượn tiền. Trời ơi mượn tiền nữa. Em đi quay với chú Quyền Linh ở Việt Nam, đi quay mượn em 1 triệu. Qua Nhật đi quay mượn tiền mua dài nữa. Mà quý vị mượn 1 triệu chưa trả quý vị. Điểm đến lần này là tỉnh Aichi ở miền trung nước Nhật, nơi nổi tiếng với thành Nagoya và biểu tượng cá voi vàng cùng nhiều món đặc sản hấp dẫn. Ngoài ra ở Aichi vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ hai du khách đặc biệt này khám phá. Đẹp quá, đẹp quá. Đủ tiền không? Đủ tiền không? Chút xíu nữa thiếu rồi. Trời đủ ơi. Mua cái kem nữa. Bây giờ đi đâu, đi đâu? Đi đâu? Bây giờ khoan đã. Bây giờ hai chú cháu mình đẹp đẽ rồi mà không biết nhiệm vụ hôm nay là kêu hai chú cháu mình đi đâu. Đi đâu mày biết đi đâu? Bây giờ phải coi chương trình là giao nhiệm vụ gì. Giao nhiệm vụ đây hả? Cái này gì? Cái này là chắc mình để mình selfie. À đúng rồi, đúng rồi. Đi live stream này cái đó hả? Đúng rồi. Cái này là gì? Nhiệm vụ quá. À, chú đi lần nào chú chưa biết. Chú không biết tiếng Anh. Không, chú nhìn hình chú biết mà. Chú nhìn hình đi. Ơi hoa anh đào. Phải không? Ừ, vậy là đi thăm vườn hoa anh đào. Chú biết hoa anh đào hả? Không biết. Trời ơi, chú thuộc bài hát luôn mà. Trời. Đào vừa ra hoa, người ta mới kêu là hoa đào. Đào vừa ra trái, người ta mới kêu là trái đào. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ là chụp ảnh cùng hoa anh đào. Nhưng sẽ tìm thấy hoa anh đào vào cuối mùa thu ư? Ủa nhưng mà... Khoan vui đã. Mà bây giờ con biết là đây là bây giờ hiện tại là đang cuối thu và chuyển sang mùa đông. Mùa đông đúng rồi, có nơi có tuyết luôn á. Đúng rồi. Sao con làm gì có hoa anh đào? Ủa có hoa anh đào này chết sao? Chết rồi. Bây giờ ủa, sao? Ủa chị ơi, có đưa lộn không ta? Có đưa lộn cái nhiệm vụ không vậy ta? Đi đi đi, mình hỏi thôi. Khó, nhà mới qua Nhật mà giao khó à. Rồi đi. Thấy chưa? Nó nhỏ con mà nó xách cái vali to vậy đó. Hi. Hello. Help me. Yeah. Excuse me. You want to know this place? Okay. これ小原の四季桜。秋でも桜が咲くのが珍しくって、日本でもすごい地元の人で人気な場所です。ありがとう。Có thể ngắm hoa anh đào vào cuối mùa thu thật là khiến chúng ta bất ngờ. Từ sân bay di chuyển bằng ô tô khoảng 1 tiếng rưỡi sẽ đến làng Obara. Nơi đây nổi tiếng với hoa anh đào 4 mùa Shikizakura. Bây giờ mình đi cũng khá xa, đi từ lúc mà mưa lớn thành mưa nhỏ rồi mưa lớn mưa nhỏ nữa mà. Giờ mới tới một cái vùng này cũng khá là lãng mạn đẹp đấy ha. Mà không biết giống như bức tranh của mình đây không thôi. Con đi Nhật 3 lần rồi mà chưa lần nào con nhìn được hoa anh đào hết á. Giờ không biết hoa anh đào nó ra sao luôn á. Hoa anh đào nó mọc ở chỗ kinh đào. bây giờ mình phải tìm người mình hỏi chú ơi chứ. Bây giờ hai cháu mình đến đây là hai chú hoa đào đó là kia kìa đó. Hey, excuse me. It's sakura, right? Oh, sakura desu. Sakura. Shikizakura. Ở đây mùa đông này tại sao nó lại có hoa anh đào hả chú? これは Shikizakura と言いまして、1年に2回咲きます。Autumn and spring。今この時期は10月の末から12月の中頃まで咲いています。Nhưng mà chỉ có vùng này có thôi hả? Hay là các vùng khác có? Nhật Bản quốc trường でも この地区には1万1000本もあると言われてまして。Chú, cái hoa anh đào ở đây nở là có phải là chỗ đẹp nhất chưa? まだまだ綺麗なところがこのここから4キロほど奥の方にあります。素晴らしいところですよ。Cách công viên Obara Fugeai không xa là một phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Và hai vị khách đến từ Việt Nam đã bị bịt mắt để tạo sự bất ngờ.
はい、それじゃあ目隠しを外してみてください。trời ơi đẹp thiệt luôn, có điểm mấy cái lá phong đỏ đó, trời đẹp quá đẹp. Chú, ở đây người ta gọi là công viên gì chú? Khác với hoa anh đào sakura nở vào mùa xuân, shikizakura nở một năm hai lần. Đặc biệt, nếu đến đây vào thời điểm cuối thu, chúng ta vừa có thể ngắm lá đỏ momiji, vừa có thể ngắm hoa anh đào, còn gì thú vị bằng? Rất là đẹp. Nếu như mọi người có điều kiện, có thời gian, chúng ta nên đi du lịch ở mùa này. Là sương bao phủ cả một vùng luôn, mưa là lất phất mưa bay ha, một cái không gian hết sức lãng mạn. Đến đây chúng ta cảm giác là chúng ta rất là sung sướng. Lộc thấy sao Lộc? Con á, con nãy con vừa mới mở mắt ra, con thấy một cái màu trắng kèm với màu đỏ, thực sự là con cảm nhận được cái luồng gì đó nó tái sinh trong người mình á, một cái luồng sinh khí ha. Cái luồng gọi là luồng cái giống như cái cơn sóng đó, nó dạt vô trong người con đó. Trời ơi, đã lắm chưa, lại lần đầu tiên em được cảm nhận cái cảnh tượng này, quá sung sướng mọi người ơi. Đúng rồi, quá sung sướng mọi người ơi, quá lạnh mọi người ơi. Không thể quên lưu lại những bức ảnh kỷ niệm với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp như thế này. Và nhiệm vụ tiếp theo sẽ là địa điểm nào đây? Wow, nhà hàng ăn uống đó. Chú hỏi chú luôn nè. Cái này giờ phải gì chú? Furui. À, phố cổ, nhà cổ đó. Dạ. Là bà nha. Cảm ơn chú rất nhiều nha. Arigato. Tạm biệt hoa anh đào Shikizakura. Tiếp tục di chuyển khoảng một tiếng, chúng ta sẽ đến với phố cổ Asuke. Những ngôi nhà cổ kính ở đây được xây dựng từ những năm 1800 trong thời đại Meiji. Asuke cũng là phố cổ đầu tiên của tỉnh Aichi được chính phủ Nhật công nhận là khu bảo tồn nhà cổ quan trọng. Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở một cái nơi cũng rất là yên bình ha. Dạ. Nhà thì cũng cổ cổ đó, nhà giống như kiểu nhà cổ Nhật đó. Mà không biết có phải là phố cổ Asuke không, như là chương trình giao nhiệm vụ không ha? Là phố cổ. À, chào chị. Chào. Đây là Asuke no machinami desu ne. Ở đây. ここではなくて、いいえ、違います。もうちょっと向こうに行ったところなので、一緒に行きますか？Đây chính là phố cổ Asuke. Rất là yên tĩnh ha. À, đôi khi cũng có vài chỗ nhộn nhịp nhưng mà nó yên tĩnh là chính. Cái khu này có tồn tại bao nhiêu năm rồi chị? 古い建物は江戸時代なので。わお。これは lâu lắm rồi. Ô, cái này hẻm nè, hẻm nè. Hay quá. はい。Rất là đẹp ha. Ồ, hay quá. 土蔵とあの黒い板塀が並んでとても綺麗な。Gây ấn tượng mạnh với hai du khách chính là con hẻm Marine Koji. Con hẻm nhỏ sâu hun hút nổi bật với những dãy tường thạch cao trắng kết hợp với vách gỗ màu đen bên ngoài, tạo nên sự tương phản vô cùng đẹp mắt. Và những cái điểm đặc trưng ở cái phố cổ Asuke này là gì chị? いろんな形の建物が混ざっていて、例えばこういう屋根のなんていうんですか？屋根の形とそれがストリートから見た時にね、こういう家の形ね、混ざっていてとても綺麗に通り沿いに両側に見えるので、あとの景観も派手な看板とかもなくとても綺麗に見えますね。セダオファイオンファイオンジョファイオン。đúng rồi đúng rồi nè đúng rồi nè cái nhà này đang đi đâu ba rồi ơi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ê đúng địa điểm rồi. Izukame san というお店でイノシシの料理やうなぎが有名です。あそこに見えるのはオカマです。Vật có tên gọi Okama chính là một cái nồi khổng lồ. Okama わかります？今は何も入ってないですけど、ご飯を生のお米を入れて下から火を焚いてスチームライスを作る機械です。Cạnh bên Okama chính là một ngôi đền cổ. Bên trong đền còn có một chiếc nồi khác với vị thần cáo bên trong. Mukashi, okina okama o motta obaa san ga arabarete, komatta hito ni gohan o taite
分けてあげてたんですけど、いくら炊いても炊いてもあのご飯が減らなかったということで、そのおばあさんは実はあのこの狐の神様お稲荷さんだったという言い伝えがあります。そうだから今はここにお参りすると食いっぱぐれがないというお金が減らないよという、あのいつもご飯が食べれるということは商売繁盛という意味があります。